Ê, các bạn ơi, tôi quay uống nước trà với Dượng Út đó, anh em bạn rể nha, với xui của Dượng Út. Dượng Út với xui Dượng Út, Dượng Út đây. Trời, Dưỡng còn út rê. dân thuốc rê nữa, có mèo nữa mà, nó có mèo không hút, hút thuốc rê. Dượng Út đây, đừng có điện thoại. Bên này là xui của Dương Út đây đó. Uống trà ăn bánh nha, với uống không phải trà mà uống đông trùng hạ thảo, 1 triệu mấy một lon nha các bạn. Đông trùng hạ thảo nha, đông trùng hạ thảo 1 triệu mấy một lon á các bạn ơi, uống bồi dưỡng nè. Bởi vậy uống mấy cái này mới là chống lão quá, chống lão quá nhau chạy lên tôi hỏi rồi lên ấy tôi hỏi tôi đi rồi à, xong chống rồi lão sáng rồi quá tôi đi đủ tôi đi lại tôi đâu có đi được đâu đó. Cái bình thủy bên kia đó, thuốc thuốc có đồ gạt tràn là tôi đàng mà hoàng. Ông trùng hạ thảo nó có ăn, nó có nước vàng tôi tươi, thấy không, cái đầu nước này uống vô là đầu nó điện bồi đầu điện dưỡng. mà trả tôi không một trái đầy đủ điện mà tôi đi tôi chịu rồi tôi kẹt rồi không biết sao. Quản gì trời ơi điện mệt quá tôi kỳ hết mệt quá tôi đi công chuyện của tôi mà Rồi, thôi tắt nha các bạn ơi.